Thưa quý vị, trong thời gian hôm nay chúng tôi xin tiếp tục trình bày về ba sự tầm cầu. Và ở chi phần đầu tiên là chúng ta tầm cầu về dục. Trong tầm cầu về dục thì chúng ta có tầm cầu về sắc, thinh, hương, vị và xúc. Thì thời pháp mà trước chúng tôi cũng trình bày quý vị là sự tầm cầu về sắc. Tiếp theo thời này thì chúng tôi sẽ giảng về tầm cầu âm thanh. Lẽ thường âm thanh là một cái điều mà nó giúp cho con người hay là chúng sinh rất nhiều cũng có. Và đồng thời nó cũng là gây nhiễu hại đến cho chúng sanh cũng không kém. Cho nên sự tầm cầu về âm thanh đây nó có hai lĩnh vực, một là lĩnh vực về thiện, hai là lĩnh vực của bất thiện. Trong năm cái pháp sắc, thinh, hương, vị và xúc, thì khi nhìn thấy một vật nào đó, nó không phải chỉ khởi hiện của một tâm lộ, mà nó khởi hiện lên qua vô số tâm lộ. Để tất cả những cái hình ảnh đó, những cái nét đó, nó được nối kết nhau trở thành ra một khối, và người ta sẽ nhìn thấy được đó. Như là mình nhìn một cái viên đá chẳng hạn vậy, thì không phải chỉ một cái tâm lộ là chúng ta thấy trọn vẹn là một viên đá, mà nó có vô số những cái tâm lộ. Rồi một cái tâm lộ đó nó ghi nhận một nét hay là một chấm của cái hình ảnh viên đá, và nó trải ra hàng trăm hoặc hàng ngàn cái tâm lộ như vậy, nó nối kết với nhau. Và nó do cái mạnh lực của tưởng nó gom lại, thì người ta mới nhìn thấy ra một cái viên đá thực sự. Tương tự như là cái cảnh sắc, thì không phải chỉ một âm thanh mà chúng ta nghe chúng ta nắm bắt được nhiều, mà nó kết hợp với nhiều cái tâm lộ. Ví dụ như chúng ta có một cái từ như là tỳ khưu chẳng hạn vậy, nói chỉ những cái từ như là tỳ không thôi, không phải chỉ một cái tâm lộ mà nó có thể đón nhận được, mà nó sẽ ghép từ với chữ T rồi chữ Y để rồi trở thành là chữ tỳ. Cho nên khi mà nghe vậy thì cũng có rất nhiều tâm lộ nó phối hợp lại với nhau, và cũng do mãnh lực của tưởng nó nối ghép với nhau vậy để nghe ra được một cái chữ tỳ khưu. Cho nên hai cái phần này cũng rất là quan trọng. Nó khác với cái cảnh mùi hay là cảnh vị hay là cảnh xúc. Những cảnh này nó chỉ chạm vào sắc thần kinh là sắc thần kinh sẽ đón nhận được ngay, và chỉ cần một tâm lộ là đủ để nhận thức được. Cho nên âm thanh là một cái điều rất là đặc biệt. Mà chúng ta vừa trình bày với quý vị rằng âm thanh nó có hai loại. Một loại nó thuộc về thiện, và một loại thuộc về bất thiện. Mặt khác thì chúng ta cũng có thể thấy rằng âm thanh nó cũng có hai loại khác. Một loại nó thuộc về làm say đắm lòng người, và một loại thứ hai nó làm cảnh tỉnh được tâm người. Nếu như những âm thanh nào nó làm say đắm lòng người, nó dẫn cái tâm người rơi vào dòng tham ái hay là cái dòng sân hận, thì đó là những âm thanh mà chúng ta cần phải lìa bỏ. Bởi vì những âm thanh đó nó gây cho người ta chìm sâu vào cái bất thiện,
Mà điển hình nhất á, chính là những âm thanh thuộc về ca hát. Người ta nhập vai đến mức độ mà khiến cho tính chúng phải mũi lòng, khiến cho những người tính chúng phải sụt sùi, phải giọt ngắn giọt dài, phải nước mắt nằm đìa vân vân, rất là cảm động. Hoặc là giúp cho người khác nó rơi vào đắm nhiễm cái trong tham ái qua những cái âm thanh như tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng tiêu vân vân. Mà chúng ta nhớ rằng ở trong văn học Trung Hoa cũng có hai cái mẫu chuyện mà nói về âm thanh. Hai cái mẫu chuyện này đã nói lên một tính chất của quyến rũ của âm thanh. Đó là câu chuyện của nàng gõ chàng Thổi Tiêu và nàng công chúa Lộng Ngọc. Chàng Thổi Tiêu có tên là Tiêu Sử, bởi vì có biệt tài là thổi tiêu rất là hay, và những cái giọng của cái tiêu của chàng Tiêu Sử này đã làm say đắm lòng cho nàng Lộng Ngọc. Và nàng Lộng Ngọc thì lại yêu thích chi tiếng tiêu đó và đã làm vợ chàng Tiêu Sử. Ở đây câu chuyện này thì có vẻ như là nó rất là hay, nhưng mà nhìn sâu vào thì chúng ta mới thấy rằng từ cái âm thanh đó nó quyến rũ tâm của người khác rơi vào dòng tham ái. Hoặc giả như chúng ta cũng có một cái câu chuyện khác cũng trong văn học Trung Hoa, đó là câu chuyện của Tư Mã Tương Như và nàng Trác Văn Quân. Nàng Trác Văn Quân rất là xinh đẹp, nhưng mà vì yêu cái giọng đàn của Tư Mã Tương Như cho nên bằng lòng làm vợ của Tư Mã Tương Như. Hoặc là trong văn học Việt Nam thì chúng ta cũng có cái câu chuyện mà nói lên cái tai hại của âm thanh, đó là nàng Mỹ Nương say mê. Như nàng Mỹ Nương say mê giọng hát của anh chàng Chèo Đò Trương Chi về phải ốm tương tư. Những cái mẫu chuyện đó nó cho chúng ta thấy là cái tai hại của cái âm thanh. Và cái người mà đi tìm âm thanh ấy, thì có hai hạng. Một hạng là tự tìm cái âm thanh cho chính bản thân mình với mục đích là quyến rũ người khác, quyến rũ người khác. Nó rơi vào cái dòng quyền lực của cái âm thanh mà, tức là mượn cái âm thanh để tạo cho một cái tham ái, một cái quyến rũ người khác, và người đó không có thể làm tự chủ được và phải làm theo ý điều xử của những người khác hay là của chính mình. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là có hạng người đi tìm những âm thanh mà nó làm hài lòng mình. Những âm thanh đó nó chưa hẳn đã là du dương, nó chưa hẳn là im dịu mát mẻ, mà những âm thanh đó nó lại hợp ý người nghe. Cái âm thanh nào mà hợp ý người nghe thì họ sẽ thích thú. Mà điển hình để chúng ta thấy rằng trong đời sống này, nếu nói về những gã nịnh thần thì ai cũng ghét. Không ai mà nói rằng tôi thích những cái anh chàng nịnh hết. Ai vậy mà người ta thích nghe nịnh? Không thích người nịnh mà lại thích nghe lời nịnh. Ở đây chúng ta nói rằng đó là một cái dạng người mà nó cũng đã có một cái bước tiến rồi đó. Chỉ có một cái dạng người khác thì chẳng những nghe thích lời nịnh mà lại còn thích luôn cả người nịnh. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng những ông vua đó, cái loạn lạc nó khởi lên cũng từ những ông hoạn quan, đó là những ông thái giám. Những ông thái giám đó
đã nịnh nọt Đức Chúa, con hót cho Đức Chúa, và Đức Chúa lại thích thú những cái ông thái giám này. Nó giống như một cái nhu cầu cần thiết ấy. Mà trên đời này chúng ta thấy rằng á, những cái người mà không hài lòng với những lời nịnh nó ít lắm, mà những người mà hài lòng với lời nịnh thì nhiều. Rồi từ đó nó sẽ dẫn tới những cái tác hại. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng á, có những người Phật tử chúng ta khi mà tạo những cái phước lành mà không nhìn thấy được cái quả lành của chúng ta, tức là không suy ngẫm tới những cái hành động công sạch của chính mình mà thích được nghe tán tục. Mà Đức Phật ngài dạy rằng ở đây quan hỷ, sau đây quan hỷ, cả hai trạng thái người hành thiện hoan hỷ. Hoan hỷ vô cùng, hoan hỷ vì nhận thức được tính trong sạch của chính hành động mình. Rồi hãy nhận thức được cái sự trong sạch của cái hành động mà tạo phước đó. Nhưng mà có một số Phật tử á, thì khi mà tạo những việc phước á, lại thích nghe người ta khen ngợi. Nào là đại thí chủ ví như bà Visakha, nào là giống như đại thí chủ giống như ông Cấp Cô Độc ở xưa, vâng vâng. Mà nghe những lời đó là cái người này đó không hiểu rằng mình đang bị rơi vào một cái dòng tham ái, và muốn làm sao cho nó xứng đáng được như vậy. Ở cho nên để được cái danh hiệu là đại thí chủ, người này không từ nan một cái việc yêu cầu nào của những người khác. Và chính những ông Sa môn lợi dụng cái điểm này mà để đi tầm cầu phi pháp. Mà khi mà tầm cầu phi pháp như vậy thì điểm thứ nhất, những ông Sa môn đó sẽ rơi vào tầm này. Thứ hai là những người tạo phước đó, họ tạo phước vì danh tiếng chứ không phải vì nhận thức được cái sự trong sạch của cái hành động tạo phước. Rồi từ đó nó sẽ nảy sinh ra những cái điều khác nữa. Rồi những người mà không có những cái tài sản lớn thì đi đến chùa. Có một số vị sa môn là quay lơ để rồi có những tiếng bình phẩm, à cái chùa này là chỉ tiếp người giàu mà không tiếp người nghèo. Còn trái lại những cái vị đại thí chủ tới thì xum xoe ra rước đón tiếp niềm nở, nó dẫn tới những cái điều tệ hại như vậy. Và dĩ nhiên những ông sa môn nào mà nịnh thì đã bất xứng họ nịnh chỉ chẳng qua gì cái lợi lộc, mà cái người được nghe nịnh lại thích thú và họ cho đó là cái đời phải thế, thế thời phải thế. Thế nên cái âm thanh này á, nó rất ghê gớm. Nó là cái người mà đi tầm tàu âm thanh ở bên ngoài, rất là yêu thích về cái tiếng hát, tiếng tiêu, tiếng đàn. Cho nên Thế Tôn ngài mới dạy chúng ta đó là nên hạn chế nó hoặc là nên dứt bỏ nó. Bằng cách nào và bằng ở đâu? Xin thưa, chính là giới bát quan tây giới.
Không múa hát thổi kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn. Đúng không? Nó không múa, không xem, nó hạn chế được cái sắc, không nghe những tiếng đàn, tiếng ca hát, nó hạn chế được tâm thành. À, nó giải trừ đi những cái tham ái hoặc là sân hận do những cái âm thanh. Xin thưa rằng những người đừng cho rằng những cái âm thanh tốt đẹp người ta yêu thích, trái lại người ta cũng yêu thích những âm thanh không tốt đẹp. Thậm chí cũng có thể nói rằng người ta cũng yêu thích những cái âm thanh mắng chửi, những âm thanh nhiếc, chỉ trích, vâng vâng. Có nhiều người cũng yêu thích những cái loại âm thanh này chứ phải không? Miễn rằng những loại âm thanh này không trút vào họ mà trút vào cái người mà họ ghét. Họ tức là có một người A mà ghét một người B, thì cái người A này rất thích người C đó, lăng mạ người B. Và những cái âm thanh mà cái người C lăng mạ người B đó, người A rất hài lòng, rất thích thú. Miễn sao những âm thanh đó nó đừng có rơi vào họ mà thôi. Đó, cho nên cái âm thanh đó, nó đa dạng nhiều nhiều giỏi như vậy đó. Đa dạng. Chứ không phải là chỉ đơn thuần là chỉ một cái sắc cảnh tinh không. Người ta có thể là nịnh nọt những đứa bé, không là nịnh nọt thẳng cái người thí chủ kia, nhưng mà nịnh nọt những đứa bé. À, những đứa bé này nó ngoan, nó hiền, nó thông minh, nghe vậy người kia nó hài lòng. Như vậy thì cái âm thanh nào mà nó quyến rũ vào trong cái thang máy đó, chúng ta phải lưu ý. Thứ nhất là nó đánh mạnh vào cái tôi và cái của tôi. Bao giờ những cái nào mà nó thuộc về tôi và cái của tôi nó được nịnh nọt, nó được tán thán, nó được khen ngợi, thì cái tâm đó nó bị rơi vào cái dòng tham ái của người loại âm thanh đó, và nó sẽ chiều theo những ý muốn của người xuất phát ra cái âm thanh đó. Nó bắt cắt đi những cái khuyết điểm, nó bắt cắt đi những cái nhược điểm của cái âm thanh này. Có một nhà nhạc sĩ rất là giỏi, có một tiếng đàn rất là điêu luyện, nhưng mà vị nhạc sĩ này bị mù, nhưng bàn tay ông rất là điêu luyện. Thì bây giờ có một cái người rất là giàu có, chỉ vì yêu thích cái âm thanh này mà bằng lòng làm vợ của người nhạc sĩ mù đó. Mà nhạc sĩ mù đó cũng không giàu có gì lắm, nhạc sĩ mù đó rất là nghèo. Nói chúng ta thấy là cái tai hại của âm thanh như vậy. Đây là chúng ta nói về ở trên một góc độ mà khi mà chúng ta sử dụng âm thanh, nếu như không kéo thì chúng ta sẽ rơi vào cái bất thiện, bởi vì nó sẽ quyến rũ tâm người khác, rơi vào dòng tham ái. Cái người đi tầm cầu âm thanh này, thật ra ngoài cái tính mà muốn hưởng thụ cái âm thanh đó, họ còn có một tính hưởng thụ cách khác nữa. Nhưng mà mượn âm thanh đó là một cái phương tiện, mượn âm thanh đó là một phương tiện. Rồi đi tầm cầu âm thanh của chính bản thân mình. Như là những cô ca sĩ thì phải luyện giọng như thế nào đó, để khi mà hát lên thì làm sao xuyến lòng người,
Chỉ hát lên sẽ làm cho thính chúng rơi vào cái quyền lực của âm thanh, và họ cố gắng mà luyện, nhưng mà họ không biết rằng có đôi khi là chính họ lại rơi vào cái quyền lực của cái âm thanh mà chính họ đã tạo ra. Nó tựa giống như một con nhện, nó làm ra một cái lưới để chăn mồi, để bắt mồi, nhưng bản thân con nhện đó nó nằm ở trong cái lưới ấy, nó không lìa bỏ được cái lưới đó. Cũng chính vì cái lợi dụng âm thanh này mà có một số vị sa môn, trước đây cũng có một người nói chúng tôi rằng là tại sao không dùng cái âm thanh để mà như một cái phương tiện để truyền đạo, để truyền đạo. Họ sáng tạo ra những bài ca mà dựa vô những kinh pháp cú chẳng hạn. Họ sáng tác ra những bài ca mà dựa vào những kinh điển chẳng hạn. Đó cũng là một cái phương pháp gọi là bằng pháp. Mới biết là thính chúng ưa yêu thích những âm thanh, cho nên tạo ra những bài ca, những cái âm điệu nào cho nó du dương. Người ta nghe bài ca đó, ta học thuộc bài ca đó, vô tình người ta học thuộc vào cái kinh điển. Đó là một cái lý luận mà ở trong cuộc đời này chúng ta thấy nó đã xuất hiện. Thì có là một ngày Phật tử hỏi chúng tôi là như vậy. Rồi xin thưa, chúng tôi trả lời rằng là nếu như ai có ý tưởng này và ai phát biểu được như vậy thì tôi sẽ không bàn nữa. Nó rất đơn giản. Vì người đó đã giỏi hơn Đức Phật. Mà người nào mà tự xưng mình là giỏi hơn Đức Phật rồi thì bàn nữa để làm gì? Tại sao vậy? À, chúng ta nhớ rằng Đức Phật là người Ấn Độ. Nói cái khác, Ngài xuất thân từ người Ấn Độ. Và dân Ấn Độ rất thích ca múa những vũ khúc của những người Ấn Độ rất là hay. Và những âm thanh của người Ấn Độ cũng rất là thích, thích về những âm thanh, tức là thích múa hát đó. Mà thời Đức Phật á, Đức Phật Ngài biết rõ chứ không biết rồi. Nhưng mà chính Đức Phật Ngài nói rằng á, này chưa Tỳ Khưu, ca múa là khóc than của bậc thánh, xin lỗi, ca hát là khóc than của bậc thánh. Khi bậc thánh là xem cái ca hát đó, nó giống như là tiếng than khóc. Nhảy múa là điên loạn của bậc thánh. Những người mà thích mà khiêu vũ múa thì cái bậc này nó đối bậc thánh nó xem như là điên loạn, kẻ điên loạn. Và nụ cười là trẻ thơ của bậc thánh. Phát ba chi tăng chi kịch. Trong thời Đức Phật Ngài biết rõ cái người dân Ấn Độ là như vậy. Nó thích múa, nó thích hát. Nhưng mà Ngài không cho thuyết pháp mà kéo ngân nga, hay là tụng kinh mà kéo ngân nga giống như ca hát. Tôi xin nói rằng trong thời Đức Phật thì Đức Phật biết rõ cái người dân Ấn Độ nó có cái khuynh hướng như vậy. Nhưng Ngài thấy rõ cái nguy hại của cái âm thanh này. Cho nên Ngài cấm Chư Tỳ Khưu không nên tụng kinh hoặc là thuyết pháp với lên giọng xuống giọng tầm bổng du dương. Không phải. Nhưng bây giờ có một số thì lại mượn kinh điển để sáng tác ra những cái bản nhạc, bài hát. Và biện minh đó là một cái sự hoằng pháp. Thì người Phật tử hỏi chúng tôi vậy có đúng không? Chúng tôi nói là cái người này như vậy là hơn Đức Phật, chúng tôi không bàn nữa. Bởi Đức Phật Ngài biết như vậy mà Ngài cấm, Ngài không cho.
mà người này nói là hoằng pháp bằng cách đó thì thấy hơn Đức Phật rồi. Cho nên chúng ta không bàn nữa. Những bài kinh nhằm để tụng niệm, để mà ngẫm nghĩ những cái suy ngẫm, chứ không phải mượn những bài kinh để sáng tạo ra những bài hát, đem kinh điển mà làm ra những cái bài hát để mà hát nhiêu ngao. Cái tác dụng không lớn mà nó cái nghiệt ngã nhiều. Nói vậy chứng tỏ người này không hề có kính trọng về Phật pháp. Có bao giờ những cái người mà kính trọng cha mẹ mình, cái lời dạy của cha mẹ mình, mà đem những cái lời dạy của cha mẹ mình hay cha mẹ mình ra để nghiêu ngao ngoài phố, mà luôn luôn nói với một cái giọng kính thành vô cùng, chỉ nhắc những cái lời dạy của cha mẹ hay là tổ tiên, thì người đó sẽ nói với một cái tâm rất là thành kính, chứ đâu phải nói với cái giọng mà bỡn cợt hay là cái giọng mà lên xuống như ca hát. Không có. Mà đem những bài kinh pháp cú, đem những bài kinh để phổ nhạc, để mà hát, thì người này không có tôn trọng pháp. Trên quan điểm chúng ta cho là như vậy. Mà những bài kinh đó phải học thuộc lòng và phải suy ngẫm và tụng lên, đọc lên một cách tính thành, chứ không phải làm sao cho cái lời này nó ăn trúng nhịp, nó đúng âm đúng điệu đúng tiết. Không phải. Khi mà nói, chúng ta nói như vậy đó để cho quý vị thấy rằng cái tai hại của cái âm thanh nó là như vậy. Nhưng ngược lại thì cái âm thanh nó, khi chúng ta nói rằng nó có cái uy lực chứ không phải không có uy lực, và chúng ta lợi dụng cái uy lực đó một cách đúng pháp và một cách chân chánh. Cái uy lực của âm thanh nó rất đặc biệt, nó có thể hiện ra một cái phước báo của người đó chứ không phải không. Xin thưa, cái âm thanh mà chúng ta sử dụng hàng ngày đó, nó cũng phản ánh ra là một cái phước báo của người đó chứ không phải không. Mà như vậy thì chúng ta phải tìm một loại âm thanh nào đó mà nó đúng pháp và nó có cái lợi ích. Chúng ta nói rằng âm thanh nó cũng thể hiện một cái phước báo chứ không phải là không. Như trong như chú giải kinh pháp cú thì có một cái người có tên gọi là Cung Phá Khô Sát Cá. Người này vào thổi nhỏ, nguyên cái khu làng đó đã bị bệnh dịch, và người mẹ nói rằng con hãy chạy trốn ra khỏi cái khu làng này đi, cha mẹ sẽ chôn những cái đại tài sản ở cái nơi đó, con hãy ghi nhau. Rồi sau khi hết tai nạn, con trở về con thọ dục. Và cậu công tử Cung Phát Khô Sát Cá đã bỏ trốn. Thời gian sau khi hết bệnh dịch thì công tử Cung Phát Khô Sát Cá trở về quê của mình, đi tới kho tàng của mình. Nói chữ Khô Sát Cá có nghĩa là lôi âm, lôi âm. Cung Phá là có cái mãnh lực, tức là tiếng vang vang. Chữ Khô Sát Cá có nghĩa là tiếng vang vang. Thì Cung Phá Khô Sát Cá này cảm nghĩ rằng hiện nay chẳng ai biết ta là ai cả, mà tài sản này nó rất là lớn, mà nếu như mà ta lấy ra thì những người khác sẽ ganh tị và báo rằng ta là kẻ trộm cướp mới có được cái số tài sản này.
Vậy thì ta phải chi dụng nó một cách hợp lý, đừng cho ai biết. Cho nên cung pháp Kosaka đóng vai là một người thợ rừng, đi làm ăn rất là nghèo khổ, nhưng mà có đại tài sản. Một lần đi ngang qua, nghe giọng nói của cung pháp Kosaka, vua Bình Sa Dương đang ở trên lầu, nghe cái giọng nói này mới nói rằng cái tiếng nói người này là một người có đại tài sản. Nghe như vậy thì một vương phi của vua Bình Sa Vương mới nói rằng nếu thật sự là một người có đại tài sản thì tôi sẽ mang người đó về cho đại vương. Và cuối cùng thì cung pháp Kosaka đã cưới cô con gái con của người vương phi này, và với bẫy rập của người vương phi này, cung pháp Kosaka phải đi tới ý kiến đức vua. Nhưng biết đây là người có đại tài sản, người có phước lớn, có nghĩa là người gìn giữ được cái tài sản lớn. Cho nên cung pháp Kosaka được đức vua Bình Sa Dương phong cho là cái vị quan giữ kho tài sản của vương triều. Với người mà thông thạo về cái tướng pháp, nhất là nghe âm thanh để mà đoán được, thì như là nói lên điều này có nghĩa là những người mà có những cái âm thanh tốt, nó thể hiện một cái quả của phước chứ không phải là không. Nhưng mà cái âm thanh mà để làm cho có một cái quy lực mà đi vào cái thiện pháp đó, đó. Thì chúng ta phải lưu ý rằng chúng ta hãy nói, chúng ta sẽ sử dụng cái âm thanh một cách hợp pháp, bởi vì âm thanh không thể là thiếu được ở trong cái đời sống của tất cả chúng sinh. Nhưng mà mình sử dụng âm thanh nào, mình tìm cầu những cái âm thanh nào mà nó tốt đẹp và nó đúng pháp, đó là việc làm của chúng ta. Tức là chúng ta thấy tai hại của âm thanh nó rơi, nó sẽ giúp cho tâm rơi vào cái tham ái cũng có, rơi vào cái sân hận cũng có. Thì chúng ta sử dụng một cái âm thanh mà nó rơi vào cái quyền, nó tạo ra một cái quyền lực mà người ta phải chiều theo nó, và chiều theo một cách đúng pháp, tức là thiện pháp. Đó là gì? Đó là cái sự sắc tấn người khác, khích lệ người khác thực hành thiện pháp. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng ở trong kinh điển Pháp Cú á, có ghi nhận, sư dạy bản Pháp Cú có ghi nhận cái đại thần Sanh Tát Tý ở trong thời xưa. Ông là một cái vị cư sĩ mà thường đi từ nơi này qua nơi nọ, sử dụng âm thanh của mình để kêu gọi những người khác cùng thực hiện phước lành. Giai đoạn đầu ông còn đi bộ, nhưng về sau thấy được việc lành tốt đẹp này, trên đức vua ban cho một con voi, và trọn một kiếp ông đã làm công việc đó. Vào thời Đức Phật hiện tại thì ông lại là một vị đại thần của vua Bình Sa Dương có tên là Sanh Tát Tý. Một lần nọ thắng giặc, trên đức vua đã ban thưởng cho ông 7 ngày làm vua và một cô mỹ nữ rất là xinh đẹp. Mà cô mỹ nữ này lại có cái biệt tài múa hát, và ông đã say đắm vào cái nghệ thuật múa hát của cô vũ nữ này. Và để cô vũ nữ này muốn làm cho ông thêm say đắm, nên lại nhịn ăn. Bất ngờ một cơn gió độc nó thổi tới, và cô vũ nữ đã chết. Buồn khổ, Sanh Tát Tý đi đã say rượu và đi tới gặp Đức Thế Tôn. Nhưng mà vừa chạm vào hào quang Đức Thế Tôn thì cơn rượu biến mất, và nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn, đại thần Sanh Tát Tý chứng quả A La Hán ngay tại nơi đó, và nhận thấy tuổi thọ mình cũng đã sắp chấm dứt. Cho nên đại thần Sanh Tát Tý
đã sinh viên Phật ở trong ngài. Khi nhắc đến cái câu chuyện này thì cho chúng ta thấy rằng á, nếu như mình sử dụng âm thanh một cách đúng pháp, tức là hãy nói lên những gì thuộc về giới, hãy nói lên những gì thuộc về định, tức là hãy nói về cái trí tuệ. Mà nếu vậy đó, chúng ta tạo cái âm thanh có uy lực sau này mà chúng ta không biết. Mà cái uy lực này nó đi vào trong cái thiện pháp. Nó không phải rơi vào những cái cảm nhiễm của dục vọng. Nói về giới, hãy nói về giới, hãy nói về định, hãy nói về tuệ. Nhưng mà phải lưu ý rằng coi chừng, bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng cái tà kiến nó sinh khởi lên cũng do lời người khác và tác ý không khéo. Cái chánh kiến nó sinh khởi lên cũng do lời nói người khác và cái tác ý khéo. Rồi cho nên chúng ta đừng có diễn đạt theo cái tư kiến của mình, mà cứ theo bản công thức của Đức Phật ngài dạy chúng ta. Đừng bao giờ bị hoang tưởng, đừng bao giờ bị ảo tưởng. Nói công thức của Đức Phật đã rành rành như vậy, đừng có diễn đạt. Mà nó sai đi thì tự mình ra vào tà kiến cũng có, mà giúp cho bị người khác giúp cho làm cho người khác ra vào tà kiến cũng có. Nhưng mà nếu như mình đi theo đúng công thức của Đức Phật ngài đã ban ra, ngài đã dạy, thì tự mình sẽ có chánh kiến và đồng thời giúp cho người khác cũng có chánh kiến. Chúng ta phải lưu ý như vậy. Mặc dù chúng ta luôn luôn hiểu rằng những câu kệ ngôn của Đức Phật ngài dạy nhiều khía cạnh, nhiều cái vấn đề, bởi vì một câu kệ ngôn nó có rất nhiều chi pháp chứ không phải chỉ có một chi pháp. Bởi vì một từ ngữ của Đức Thế Tôn này dùng nó có nhiều cái pháp uẩn, tức là một nhóm pháp chứ không phải chỉ có một nhóm pháp. Mà cho dù là một nhóm pháp chăng nữa thì cũng có rất nhiều chi pháp. Vậy chúng ta suy tư, nghiền ngẫm để mà hiểu, chứ không phải chúng ta chỉ diễn đạt theo chiều hướng ngược lại. Mà làm như vậy thì không khéo chúng ta mang cái ngữ nghiệp rất lớn. Quý vị nghĩ sao? Một cái người nói là bây giờ Đức Phật ngài dạy giữ giới là tốt đẹp. Đức Phật ngài dạy rằng tự mình giác ngộ, tự mình hiểu biết rồi giúp người khác hiểu biết, đây là công thức. Nhưng mà có một số thì nói rằng là như vậy là chưa phải là đại hùng đại đổm, chưa phải là một cái tâm rộng lớn. Mình phải giúp cho người ta giác ngộ trước rồi mình nói giác ngộ sau, nó mới là một điều tốt. Nghe thì nó cũng hữu lý, nhưng mà ngẫm nghĩ lại, mình không biết một chữ gì hết mà đòi dạy học trò nó biết đọc biết viết thì chuyện vô lý. Ít nhất anh cũng phải biết đọc biết viết rồi mới dạy người khác biết đọc biết viết. Còn chưa thì ráng biết đọc biết viết rồi đã, thì hãy dạy người khác biết đọc biết viết. Cái công thức Đức Phật ngài dạy, cái tôn chỉ Phật giáo là tự giác giác tha, chứ không phải là đợi chúng sanh nó thành Phật hết rồi tôi mới thành Phật, thì xin thưa muôn đời ông sẽ không bao giờ thành Phật được. Đợi chúng sanh giác ngộ hết thì tôi mới chịu giác ngộ, thì bây giờ ông chưa bao giờ giác ngộ, không thể nào ông giác ngộ được. Bởi chúng sanh nó sinh ra bởi nhân duyên do nghiệp báo, mà nhân duyên thì cũng bao trùm cả cái tam giới này. Không chỗ nào không có nhân duyên, không chỗ nào không có nghiệp báo, thì không bao giờ làm cho nó hết nhân duyên được, không bao giờ làm cho nó hết cái nghiệp báo. Bởi một khi mà hết nhân duyên thì thế gian này sẽ không hình thành nữa. Bởi thế gian này hình thành bởi do có nhân có duyên. Không nhân không duyên thì thế gian này không hình thành, không có.
mà chúng sanh là do nhân do duyên, do nghiệp báo hay là do nghiệp mà để chúng sanh thành tựu thành Phật hết rồi hay là giác ngộ hết rồi ông mới chịu giác ngộ, thì xin thưa ông không bao giờ có thể giác ngộ được. Mà Đức Phật ngài dạy chúng ta hãy giác ngộ trước rồi sẽ tiếp dẫn chúng sanh khác, nó hợp lý vô cùng, không có bài bác vào đâu được. Và cho nên chúng ta đi theo cái công thức đó không diễn đạt. Công thức rất chân phương nhưng có nhiều cái lợi ích. Bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta biết rõ cái âm thanh mà có uy lực là nó như vậy, tức là sách tấn khích lệ giúp cho người khác còn tạo dựng một cái thiện pháp. Chúng ta là có một thói quen đó, sau này cái quy luật chúng ta nói có, mà để cho quy luật mà nó có nữa thì như thế nào? Xin thưa, cái những cái lời nói mà thuộc về chân ngôn, nó là cái gì chân ngôn? Tức là những lời nói mà có quy luật mà nó làm hiện bài ra có kết quả trước mắt, thấy rõ hiện tiền, để tầm công cái loại âm thanh này, để làm cho loại âm thanh này nó có một cái uy lực lớn như vậy thì chúng ta phải thực hành. Không thể nào cái chuyện mà tự nhiên nó có được hết, nó phải có nguyên nhân nó mới có cái kết quả này. Cái nguyên nhân mà để có một âm thanh có uy lực như vậy, nó đâu có đó, nó trở thành chân ngôn thì phải giữ giới, không bao giờ nói dối, không bao giờ. Có được cái điều đó, cho nên khi mà nói ra đó là thính chúng sẽ nghe, mà nghe trong cái chiều hướng thiện chứ không phải nghe ở trong một cái chiều hướng bất thiện. Mà chính Phật ngài dạy rằng cái người mà thường nói dối thì không ác nào không làm. Đó là câu chuyện của nàng Chinh Cha mà Vu Khống Đức Thế Tôn. Ở đây nói dối tức là nói dối bằng cách vu khống, cái người mà vu khống người khác đó, bằng lời lẽ nói dối. Thì chính Đức Phật ngài dạy rằng người đó không ác nào không làm. Để mà có một quy luật đó, và từ có một cái quy luật này và nó cộng thêm những cái sự hiểu biết, lập trường một cách đúng đắn, thì chúng ta mới dễ dàng giúp ích cho sinh chúng, mà trước tiên đó là giúp ích cho bản thân mình. Bởi vì cái lời nói chân thật của mình nó sẽ không bao giờ hư. Biết bao nhiêu vị danh nhân mặc dù bây giờ đã ra người thiên cổ, nhưng mà những câu nói của những người xưa đó nó trở thành như là danh ngôn. Danh ngôn thì một cái vị mà xem như là siêu danh nhân thế giới, nói là bậc thánh cũng chưa đúng nữa, phải nói là siêu thánh luôn, đó chính Đức Phật. Đức Phật ở trên chùa á, chúng ta nói quý vị một cái sự kiện như vậy, ở trước cổng chùa thôi á, thường thường chúng tôi trích một câu kệ Pháp Cú là hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Vậy bây giờ có một cái người hoàn toàn chưa biết Phật giáo là gì hết, họ lên họ đọc xong cái họ sao thấy hay quá, cái câu này của ai vậy xem, câu này của Đức Phật á, nó kêu Pháp Cú, nên nếu mà ồ 2000 năm trước mà Đức Phật ngài cũng đã nói được điều này à, hay vậy đấy. Rồi họ mới tìm hiểu, họ mới đi sau, bắt đầu họ nghiên cứu về Phật pháp. Và chính những cái đó là thuộc về chân ngôn, danh ngôn thì cũng chưa đúng lắm, mà là danh ngôn đơn giản vậy thôi. Nó tất không làm điều ác, làm các việc lành, giữ tâm trong sạch,
Ở cho nên nếu mình có được một cái uy lực như vậy thì nó rất là tốt đẹp. Bây giờ cái tầm cầu âm thanh đó là chúng ta đã tự làm cho mình có một cái lợi ích. Nếu đi tìm một âm thanh có lợi ích khác, tức là nghe giảng pháp với tâm trầm trữ. Chúng ta nói là nghe giảng pháp với tâm trầm trữ. Giảng pháp nha. À. Bởi vì với những hạnh nguyện của thinh văn thì không bao giờ mà chúng ta không nghe pháp được. Chính có nghe pháp mới có thể trước mắt được đạo quả. Cho nên vị thánh đệ tử của Đức Phật, ngài có cái tên gọi là thánh thinh văn. Cho nên trong những cái bài mà thỉnh chư thiên đó, chúng ta lưu ý là thỉnh chư thiên đó. Thầy xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, mà không thỉnh vô sắc giới, mặc dù cảnh đó rất là cao, cao hơn cảnh trời sắc giới nữa, nhưng bởi nơi đó không có sắc pháp, tức là không có âm thanh, cho nên thỉnh gì đó không nghe, không biết, không biết khỏi thỉnh. Thỉnh không nghe, không biết. Mà tất cả những vị thánh thinh văn đều phải nghe pháp mà có, phải nghe pháp mới thành tựu được. Tối thiểu thì phải là bậc sơ quả. Cho nên chúng ta tầm cầu cái âm thanh, tức là tầm cầu cái Phật pháp. Bởi âm thanh á, nghe xong rồi mất, nhưng mà nó có thể lưu lại trong trí của chúng ta rất là lâu dài. Nhất là vậy, câu chuyện mà 500 vị tỳ khưu xuất gia vào hạ thứ bảy của Đức Thích Tơ, xong cái mùa hạ thứ bảy thì chính 500 vị tân tỳ khưu này là những cái người chứng quả dự lưu, đồng thời thuộc lòng tạng diệu pháp trước tiên. Nguyên nhân cũng do cái phước duyên ở quá khứ. Cái vị 500 vị tân tỳ khưu này chính là 500 con dơi thường nghe chư tỳ khưu tụng tạng diệu pháp, nhớ lòng, nhớ lòng tuy rằng không hiểu. Và sau khi mệnh chung tái sanh làm 500 thiên tử, vào tại Đức Phật tái sanh xuống làm 500 người dân chài ở dòng sông Acharavati. Và khi mà thấy Đức Phật ngài thể hiện xong công lực, hoan hỷ sinh xuất gia. Và Đức Thế Tôn ngài đã phải thuyết giảng tạo nhiều pháp ở trên cung trời đạo lợi xong thì dạy Đức Xá Lợi Phất thuyết lại cho 500 vị tăng tỳ khưu đó. Như vậy nghe những cái Phật pháp như vậy có lợi ích. Nghe lợi. Còn chúng ta đi tầm cầu cái âm thanh đó, tầm cầu cái đó. Tầm cầu để mà hiểu thêm những cái gì sâu thẳm của Phật pháp. Tầm cầu để mà hiểu thêm những cái gì đặc biệt của Phật pháp. Và chính những cái âm thanh này nó sẽ lưu lại những cái hạt giống tốt trong tương lai. Và mỗi khi mà chúng ta sẽ nghe những cái điều tốt mình hân hoan, mặc dù họ châm biếm mình, nhưng mình cứ nghĩ cái đó là những điều tốt. Nó có tốt thật sự hay là không tốt thật sự chẳng nữa, thì nếu nó là những âm thanh đó, đó là điềm lành thì mình cứ hân hoan nha. Có nhận được cũng tốt, mà không nhận được cũng tốt. Như trường hợp có một trưởng giả sau khi đi nghe pháp của Đức Tôn về, trên đường về thì gặp những cái người ở trong làng, gặp ông nói ồ ông còn phẩm mạo cư sĩ mà, vậy mà về ai về thông báo cho bà biết rằng đó là ông đã xuất gia rồi, phía nhà đang đi tìm ông. Bởi vì trưởng giả mới ngẫm nghĩ ồ hôm nay cái điềm hạnh phúc cũng tới cho ta rồi,
Bởi vì tiếng xuất gia là một tiếng tốt, mà ta nghe được tiếng tốt như vậy thì ta sẽ thực hiện cái điều tốt này. Cho nên quay trở lại chùa Tịnh Xá Kỳ Viên, xin Đức Thế Tôn và Chư Tăng cho xuất gia, và ông được xuất gia. Và nhờ mãnh lực xuất gia như vậy, một thời gian sau ông nỗ lực tinh tấn hành pháp chứng quả A-la-hán. Mà ngay cái Bồ Tát của chúng ta cũng vậy, cũng nghe đó cũng từ âm thanh đó, đi tầm cầu qua là tầm cầu được âm thanh. Ngày xưa ngài có danh hiệu là Maha Govinda, chính ngài là cái người mà đã tư vấn cho Đức Vua Renu phân chia cái lãnh độ cổ của Ấn Độ thành 7 phần, giao cho 7 đức vua lớn để mà trị vì. Và ngài rất là thông minh tài trí, cho nên những người dân á đâu đâu cũng kháo với nhau rằng á là sẽ dĩ mà vị đại thần Maha Govinda này á là có thông minh tài trí vậy đó, không phải bản thân ổng đâu, mà bởi vì ổng giao tiếp được với Phạm Thiên, mà Phạm Thiên chỉ dẫn cho ổng, ổng mới thông minh vậy, ổng mới hoạch định ra những cái kế sách rất là tuyệt vời như vậy. Chứ tiếp phàm nhân không được vậy đâu. Nghe như vậy thì Bồ Tát chúng ta nói ồ, một cái điềm lành đã đến cho ta. Nhưng mà thật sự thì ta chưa có giao tiếp được với Phạm Thiên, vì ngài không cải chính. Bởi vì trong cái dư luận đó, đó có một cái là tốt cũng có cái xấu cũng có, mà ngài không cần quan tâm tới cái điều xấu, mà ngài chỉ quan tâm tới cái điều tốt. Nhưng mà ngài nói rằng á, ngài cũng nghĩ là nhưng mà ta chưa có giao tiếp được Phạm Thiên, nhưng mà cái lời lành này nó tới với ta, vậy ta phải làm thế nào cho thực hiện đúng để được giao tiếp với Phạm Thiên. Và bây giờ thì ngài mới vào xin vua Rơ Nú là ngài giao hết toàn bộ tài sản, ngài xin xuất gia làm ẩn sĩ. Cả 7 vị vua thì đi tới nói rằng là thưa ngài Maha Govinda, giờ ngài cần cái gì, ngay cái quốc độ rồi cũng giao luôn cho ngài đó, miễn ngài đừng có đi xuất gia thôi, ngài ở lại giúp đức vua và chúng tôi, không có ngài chúng tôi không biết ngươi dựa vào đâu. Nhưng mà Bồ Tát Maha Govinda đã ôm toàn giải thích xong, và ngài lui vào giường ngự quyển, ngài nỗ lực tu tập thiền tịnh. Một thời gian ngắn sau, ngài chứng đạt được thắng trí và giao tiếp được với Phạm Thiên. Điều này được ghi nhận trong bài kinh Maha Govinda của Trường Bộ Kinh. Nếu chúng ta nhớ không làm là Trường Bộ 3. Cho nên những cái điều nào mà nó thuộc về hạnh phúc mà chúng ta nghe được á, chúng ta hãy đi tìm cầu đúng cái hạnh phúc của cái điều đó. Mặc dù người ta có thể nói mình nói châm biếm mình đi chăng nữa, nhưng mình cố gắng, mình làm cho cái chuyện này sẽ trở thành sự thật, không cần gì phải bận tâm. Mình điều tốt ấy, mình làm cho trở thành sự thật, còn cái điều mà xấu xa thì thôi. Mà như điều xấu xa thì sao? Thì chúng ta học tập theo kinh điển, tức là thời dạy của Đức Phật, ngài dạy trong Bà La Môn khi mắng giết ngài. Này Bà La Môn, những lời mắng giết của ông Như Lai không nhận, không hãy nhận lại đi. Mà với giới, một người có giới mà khi mà nói lại thì cái điều nào đó đó, cái điều nào đó đó mà họ có ác ý với mình, họ sẽ quay ngược lại với người đó, chứ mày không. Ở đây bạn sẽ giải thích cái danh từ quê bát chích tí. Quê bát chích tí, quê bát chích tí từ chữ là quê bá cộng cho chích tá, có nghĩa là tâm rối loạn. Đây là chúa Atula, tức là cha vợ của vua trời đã thích. Sở dĩ ông có tên là Quê Bát Chích Tí
Bởi vì trong tương kinh có ghi nhận rằng có một số ẩn sĩ hiền thiện sống ở trên bờ sông. Bây giờ một cuộc chiến sắp sửa khởi ra giữa Atula và vua trời Đại Thích. Các nhà ẩn sĩ này suy ngẫm rằng á, Atula là những kẻ sống phi pháp, còn chư thiên thì sống đúng pháp. Thì cuộc chiến này khởi lên có thể sẽ mang tới tai hại cho chúng ta, bởi vì Atula ở dưới biển. Vậy thì chúng ta hãy tới để mà yêu cầu Sampara. Sampara là tên của chúa Atula. Hãy để cho chúng ta không có sự lo sợ. Và lập tức những vị ẩn sĩ hiền thiện sống ở bờ sông đó đã biến mất tại chỗ và xuất hiện ở dưới kinh thành Atula. À, xin thưa, thì khi mà xuất hiện nó yêu cầu chúa Atula là dành cho cái quyền gọi là không có lo sợ